Ai sai ngươi làm vậy? Nói đi. Kỳ lạ, tại sao họ phải chặn giết mình vậy? Trở lại bất bình, người có vào thì giết ta đi. Tài nghệ của ngươi vậy mà dám giỡn với ta hả? Nói đi, ai chỉ thiện ngươi làm vậy? Nói, nếu như không nói thì vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng nữa.